Thưa quý vị và các bạn, đầu tiên là tin áp thấp trên Biển Đông. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16-17 độ Vĩ Bắc, 112,5-113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5-10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 8 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm do vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, từ vĩ tuyến 15,5 đến 18 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110,5 tới 113 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh dần, nên ở vùng biển từ Bình Định tới Cà Mau, khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có gió Tây Nam cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động. Cảnh báo khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị tới Cà Mau, từ Cà Mau tới Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sang tới ngày 9 tháng 8, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão số 2, hướng về khu vực phía đông đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Từ khoảng thời gian này trở đi, hướng di chuyển của bão sẽ cực kỳ khó lường và chưa thể dự báo được chính xác vị trí đổ bộ. Tuy nhiên thì bão có thể sẽ đổ hướng và hướng về khu vực các tỉnh phía Bắc nước ta. Trường hợp bão tác động đến đất liền, thời gian đổ bộ sẽ rơi vào khoảng ngày 11 tháng 8. Bà con các tỉnh vùng núi nên theo dõi chặt chẽ mọi thông tin về bão trong thời gian tới, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó, phòng chống, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra. Trở lại với tình hình thời tiết trên đất liền, từ trưa chiều nay đến ngày mai 9 tháng 8, vùng hội tụ gió suy yếu dần, vì thế mưa ở Bắc Bộ sẽ giảm dần về cường độ. Thời gian mưa chỉ còn xảy ra rải rác vào đêm và sáng, còn ban ngày trời chuyển nắng, nhiệt độ ban trưa tăng lên ngưỡng từ 30-33 độ. Sau đó dự báo từ đêm ngày 10 tháng 8, khi hoàn lưu áp thấp nhiệt đới di chuyển vào đất liền sẽ gây ra một đợt mưa to đến rất to cho miền Bắc, kéo dài đến khoảng ngày 12 tháng 8. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên Biển Đông cũng là hình thế gây mưa diện rộng cho khu vực Trung Bộ. Dưới tác động của rãnh áp thấp này, trong chiều và tối nay ở khu vực ven biển các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng như là Bình Định sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Trong khi đó, mưa tại phía Bắc miền Trung có dấu hiệu thuyên giảm. Tuy nhiên, cũng từ ngày 10, mưa dông tại đây cũng được dự báo sẽ gia tăng trở lại. Nền nhiệt cao nhất trong ngày tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động trong khoảng từ 29 cho tới 32 độ. Còn với các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào cho đến Bình Thuận, mức nhiệt dao động từ 32 tới 34 độ. Với khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, gió mùa Tây Nam vẫn đang hoạt động trong ngày một mạnh hơn. Vì thế, trong hôm nay, mưa sẽ xuất hiện sớm tại khu vực miền Tây Nam Bộ. Sau đó đến trưa và chiều, thì hầu khắp Nam Bộ và Tây Nguyên đều có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Với lượng mưa phổ biến ước tính đạt từ 20 cho tới 40 mm, có nơi trên 50 mm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên dao động từ 27 tới 29 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ là từ 30 tới 33 độ, trời mát mẻ.